Hiện tại là mình đang có mặt ở bệnh viện nha mọi người. Mình đang ở bệnh viện 120 nha. Thì cái lý do mà mình ở đây là mình bị sốt hành mọi người. Không phải mình bị hành sốt chứ không phải sốt hành. Mình bị hành sốt nha. Lý do mà mình hành sốt nữa là do ở chân mình nổi một cái mụn nhọt. Thì bữa nay là ngày thứ tư mình ở đây rồi. Mình ở đây với mẹ mình nha. Ban đầu ở chân mình nó chỉ nổi một cái mụn nhỏ xíu à, nhưng mà ẩn ẩn đỏ, sau đó nó nổi lên một cái mụn nhọt. Mình tưởng nó chỉ là một cái mụn nhọt giống như là ở dưới đít vậy đó, rồi như là nhỏ, như là lớn cũng lâu lâu hay nổi một, rồi xong rồi nó đỡ, nó mùi mùi rồi nặng ra rồi thôi. Ai ngờ cái mụn này càng lúc nó càng bự rồi. Cho tới cách đây 6 ngày thì bắt đầu tối nó hành sốt mình. Tối nó hành mình sốt mà bữa đầu tiên là chưa có sốt nhiều, bữa đầu tiên là chỉ nóng thôi. Nóng trong người với lại sốt sốt nhưng mà nóng lạnh nha, nhưng mà nó không có nhiều nha. Thì mình chịu được, bữa đó là mình chịu được, bữa đó mình ở dưới đập mình còn thu te, mình sổ đục, mình lựa tôm này kia với mình ngủ với bầy lính của mình ở dưới này mà nguyên một đêm luôn. Là mình không có uống thuốc men gì, tại tính mình hồi đó giờ mình hay bị cảm lắm nhưng mà mình không uống thuốc. Cảm mà nhẹ nhẹ rồi thôi, mình rồi mình qua bữa sau mình đi tới lui là nó hết. Rồi mình chịu nguyên một đêm đó, là mình thấy bữa nay cảm mà nó hành sốt mà sao nó sốt kỳ ta, sốt nguyên đêm luôn, nó không có bớt, nó cứ nóng lạnh mà nó nóng lạnh mà nó nóng trong người, nó ẩn 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 lên nó nóng hoài. Rồi sáng cũng đi mua thuốc, đi tiệm thuốc tây mua thuốc tây uống nha. Thuốc tây thì bác sĩ trong tiệm thuốc tây người ta cũng bán cho mình viên thuốc hạ sốt, viên sủi hạ sốt với lại mấy viên thuốc về uống vô, nhưng mà nó chỉ có tác dụng được có chút xíu rồi. Uống vô lát sau rồi nó giảm sốt được chừng 1 tiếng đồng hồ, xong rồi hết thuốc nó sốt tiếp, sốt tiếp nằm nguyên một ngày, nằm cho tới 2-3 giờ chiều. Vợ mình thấy không được rồi, vợ mình nói đi, nó chở đi bệnh viện tư khám, trở lên phòng phòng khám tư khám nha, trở lên phòng phòng khám tư khám. Rồi lên đó bác sĩ cũng xét nghiệm máu này kia rồi kiểm tra, rồi cũng chẩn đoán là mình là do cái mụn này nó hành, do cái mụn nhọt này nè nó hành nhiễm trùng nên nó hành sốt. Rồi bác sĩ cho thuốc uống, cũng cho thuốc hạ sốt, chỉ có 2 viên thuốc thôi, cho thuốc một viên thuốc hạ sốt với một viên thuốc hình như là kháng sinh hay gì đó. Bác sĩ nói là cứ cách 4, 5, 6 tiếng gì đó uống thuốc vô, chỉ viên thuốc hạ sốt nha. Viên thuốc hạ sốt nếu mà sốt thì uống, còn không sốt thì thôi cũng được. Nhưng mà cái viên thuốc kia là phải uống cứ cách 6 tiếng là uống một viên, 6 tiếng là uống một viên. Rồi mình về mình cũng uống vô, uống thuốc hạ sốt thì nó cũng hạ sốt đó, có hạ nha. Mát mát lại được chừng 2 tiếng đồng hồ, rồi hết thuốc nó sốt tiếp. Mà uống xong hết hết thuốc mà nó mới có 2 tiếng à, mới 2 tiếng mà sốt nữa là đâu dám uống nữa, cứ đòi nằm chịu, bắt đầu nằm chịu, ráng chịu. Mình tính thời gian cho tới 6 tiếng đi, mà trong thời gian đó là vợ mình là nhúng nước nóng lao mình cho mình suốt luôn nha, nhúng nước nóng lao mặt lao mình, rồi mua miếng dán hạ sốt dán lên trán, rồi ba hồi thì dán hạ sốt hết hết cái hạ sốt thì đắp khăn lạnh ơi lộng khăn, rồi nhúng nước nóng dắt, rồi đắp lên trán, rồi lao mình này kia lao. Nhưng mà nó không có bớt người, cứ nằm đợi cho nó tới giờ, đợi cho tới 5-6 tiếng nó cách đang uống thuốc hạ sốt tiếp thì chịu nguyên một đêm đó, chịu nguyên một đêm nữa. Xong rồi qua tới sáng hôm sau thì sáng mình dậy mình đi lấy lui thì giờ nó không sốt khỏe rồi, khỏe được tới 12 giờ, phải được tới trưa 12 giờ thì bắt đầu sốt tiếp. Rồi mình uống thuốc hạ sốt vô tiếp, uống rồi nó hạ được tới 2 giờ, không tới 2 giờ nữa mình hạ, tranh thủ nó hạ thuốc sốt mình ngủ được chút, xong rồi sốt tiếp, sốt nữa mà nó nóng nóng dữ hơn mấy đợt trước nữa, nó sốt còn dữ hơn nữa, sốt lên 40 độ, 40,5, 40,4 gì. Thì vợ mình cũng kêu mình đi bệnh viện trước đó rồi mà mình không chịu mọi người ơi. Vợ với mẹ mình cứ kêu mình đi bệnh viện mình không chịu, nó hôi vô bệnh viện tù túng lắm, nằm ở nhà đi chơi thoải mái, ráng nằm ở nhà ráng được chứ gì đâu, để ráng ngày mai mốt gì nữa gom gom đi mổ ra chứ gì. Xong rồi
chịu hết nổi, thấy sốt mình nó không chịu hết nổi rồi thôi điện xe đi bệnh viện, rồi vợ mình với mẹ mình mới đưa mình lên bệnh viện, vợ với mẹ mình đưa mình lên đây. Rồi từ khi mà đưa lên đây là bác sĩ truyền nước hạ sốt, truyền cái gì đó 2-3 bịch nước là hết sốt luôn rồi. Là nay mình ở đây là 4 ngày rồi không còn sốt nữa nha, bác sĩ cũng theo dõi cái một này nè. Thì mình ở đây với mẹ mình nha mọi người, còn vợ mình do là thức với mình 2 đêm trước rồi, thức 2 đêm trước để lau mình này kia cho mình rồi, thì mình để cho vợ mình ở nhà. Tình định sản là bữa nay, định sản là ngày mai nè, mai là lên mẹ về để cho vợ lên nuôi. Nhưng mà sáng nay có thông tin mới rồi, sáng mai chắc ngày mai mình xuất viện rồi, nên vợ mình khỏi lên luôn, ngày mai về luôn nha mọi người. Thì giờ kể tiếp cái chuyện là cho tới cái ngày hôm qua. Ngày hôm qua sáng bác sĩ lại thăm, thì bác sĩ nói là dạch dạch cái mục rồi, bác sĩ coi rồi, mục này được rồi, này rạch ra được rồi nè, xong rồi yên tâm rồi, chắc nói sao chắc mổ xong rồi tranh thủ về sớm rồi, mổ lẹ. Xong rồi cái lát bác sĩ về phòng, cái lát có cái chú y tá, chú lại chú quẹt cái mục mà chú quẹt nói cái mục này được rồi, bác sĩ nói được rồi hen, để chú quẹt ra, chú quẹt xong rồi chú bóp chú nặng ra, nhưng mà ra có miếng mủ à, ra miếng mủ. Chú nói ơi này có gì đâu mày ơi, này bị ngoài giá hả, nhầm gì đâu ngoài giá chứ đâu có vô thịt vô mà đó. Cái ông nói vậy, cái ông rửa thuốc đỏ rồi ông đi về phòng đặng. Xong cái mình vui rồi, mình nói không lẽ không mổ ta, trời ơi nó mừng quá thì mừng rồi, vậy là không có mổ rồi, mừng để đỡ đau được khúc mở. Xong rồi mình vui vẻ chứ lắm, mình đi vòng vòng tập thể dục nữa, vòng tập thể dục đi, ai hỏi cũng nói chắc con hên rồi, tại mình ở đây mình giao lưu mình làm quen với ông vòng vòng học nè, nói chắc con không mổ rồi, sáng con thấy ông lại ông nặng, ông y tá ông lại ông nặng cho con rồi, chắc ông nói chắc không mổ, nó không bị ngoài da. Xong rồi vui vẻ đi vòng vòng rồi ca hát rồi nữa, ngồi bấm điện thoại rồi vui vẻ. Xong rồi xong mệt đang về đang ngủ giấc, đang chiều dậy đi tập thể dục. Chiều mình mấy bữa trước cũng dậy mấy bữa mà không sớm, mà trong thời gian chờ đợi chiều bữa nào mình cũng đi tập thể dục, chiều nào mình cũng đi vòng vòng bệnh viện, mình khám phá mình làm quen hỏi thăm người này người kia vậy đó. Xong rồi cái nằm ngủ mơ thiêu ngủ chưa có sâu giấc nữa là bác sĩ chạy lại kêu sĩ lại là Nguyễn Phạm Duy Tâm, rồi sẵn rồi đi theo bác sĩ. Tưởng đâu đi đâu, ổng nó đi rạch, hỏi đi đâu bác sĩ nó đi rạch. Rồi xong ông dẫn lại đằng phòng kia chích thuốc tê mà kiểu mổ này nè mọi người. Bác sĩ chích vòng vết thương này nè, chích nguyên một ống thuốc tê mà chích vòng vết thương vậy, chích nhiều mũi lắm. Xong rồi mổ nha, mổ một đường dài một khúc vậy nè, chắc cỡ 7-8 phân vậy đó. Mổ xong rồi gấp mình ké ở tổng ra mọi người, xong rồi bành nguyên cái vết thương ra, nhét cái miếng vải vô, lao chùi đồ kỹ lắm nha. Xong rồi nhét nguyên cái miếng vải, bây giờ trong cái chân mình còn nguyên cái miếng vải ở trong. Rồi xong rồi tới sáng ngay, hồi sáng này lại có bác sĩ lại giỏ là coi, kéo miếng vải ra coi. Bác sĩ nói ở vết thương này ngon, vết thương này tốt nè, chắc mai tao cho mày về, mai mốt gì bác sĩ cho mày về. Là mình mừng quá, mình mừng mà đau rồi, đau thiệt nha, bác sĩ kéo miếng vải ra đau lắm. Rồi xong rồi bác sĩ nói xong bác sĩ về, cái chú y tá lại gỡ băng ra, kéo hết nguyên miếng vải ra luôn, kéo mà nó đau trời ơi, kéo nguyên miếng vải ra xong rồi rửa nhét miếng vải mới vô nữa, bây giờ trong đây có một miếng vải mới nữa, nhét thêm một miếng vải nữa trong cái chân mình rồi nha. Giờ là nếu mà còn quá trời ở đây nhớ mày lính, mà nhớ mấy lính của mình ở nhà, tổng cộng mình bỏ tụi nó ở nhà 6 ngày đó, 6 ngày mình không gặp tụi nó rồi đó. Ở nhà có cha với anh hai ở nhà nha, cha với anh hai ở nhà, anh hai mua thịt gà, mình có điện kêu anh hai mua thịt gà này kia cho tụi nó ăn. Rồi vợ mình cũng có nhà, mình kêu vợ mình cũng mua thịt lợn rồi về, rồi sắt nhỏ ra rồi mỗi anh hai đem xuống chòi dùm, tại cái đường xuống chòi khó đi lắm, mình không có để vợ mình đi được. Kêu vợ mình làm đồ ăn rồi sẵn hết trơn, rồi vợ mình đem cho anh hai, rồi anh hai đem xuống chòi trộn cơm cho tụi nó ăn nha. Ở nhà tụi nó cũng có cho cơm ăn, nhưng mà sợ ở nhà với cha với anh hai là không có cho ăn đồ ăn nhiều như mình, nên mình kêu phải điện kêu rồi lo đồ ăn vậy đó. Rồi tưởng hôm qua cái lúc mà còn mổ là bác sĩ nói mình hỏi bác sĩ cho mình hỏi bác sĩ là con mổ xong rồi chừng nào con được về, bác sĩ nói là sớm nhất cũng cuối tuần này đó mày, sớm nhất là cuối tuần này,
còn trễ thì phải đầu tuần sau. Trời ơi, mình tưởng nó nằm thêm một tuần nữa. Điện về vợ, vợ nói thôi ngày mai em lên nữa, mai mốt gì em chạy lên, là hẹn ngày nay chưa lên là ngày mai em lên nữa. Là hẹn ngày mai lên hai mình chở vợ lên giùm, chở vợ lên chở đến cho mẹ về nha. Rồi xong rồi sáng thì bác sĩ lại khám, bác sĩ nói vậy rồi bác sĩ nói chắc mai cho về rồi, mừng điện vợ kêu khỏi mai khỏi lên, mai hai mẹ con về luôn nha. Quá trời không có nghĩ, mình cũng không có nghĩ là cái mụn nhọt vậy mà nó hành dữ vậy. Hồi đó giờ mình bệnh này kia là mình không thèm uống thuốc luôn, mà quá trời cái đợt này cái mụn này nó hành chịu hết, nói phải đi nhập viện luôn rồi. Không có nghĩ là nó hành dữ vậy. Giờ về bác sĩ dặn là về bây giờ cũng chưa có mai lại luôn, để miếng vải vậy đó. Xong rồi về lôi ra, về tự lôi ra rồi rửa nhà tự vệ sinh, rồi tự rửa hoặc là đi xuống trạm y tế rửa. Rửa rồi từ 5-10 ngày sau rồi mới mai lại, 5-10 ngày sau bác sĩ kêu 5-10 ngày sau gì trở lên đây bác sĩ mai lại, hoặc là ở dưới bệnh viện huyện ở coi người ta mai đồng ý thì để ở dưới mai luôn cũng được, khỏi lên đây xa xôi. Tại vì bệnh viện này ở xa nhà mình lắm mọi người, cách cả 50 cây số à. Bữa mình đi lên đây là mình ngồi ô tô nha, thuê xe đi mọi người, thuê ô tô đi mà trên đường đi mà vẫn ngồi trên xe mà vẫn sốt á, dữ lắm. Bữa đưa lên đây là vợ mình với mẹ mình đưa lên đây, đưa lên đây xong tới ở tới khuya, mình kêu xe ở lại đợi đợi tới khuya chắc cỡ 12 giờ vô, bắt đầu là mình vô cấp cứu chứ mình lên là ngay bữa chủ nhật là vô rất tối nữa, vô cấp cứu rồi bác sĩ khám rồi quần cũng tới khuya 12 giờ mới bắt đầu mới về phòng này. Về phòng này rồi vợ mình mới về nha, kêu vợ mình về ngủ, tại vì vợ mình thức với mình 2 đêm trước rồi. 2 đêm trước là vợ mình thức canh mình, đâu có dám ngủ đâu, thấy mình sốt mà đâu dám ngủ, cứ nằm không không có nằm nữa, có lúc nằm có lúc ngồi ngồi canh rồi lau mình nhúng khăn lau mình rồi trán rồi mua nhiệt kế đo liên tục sợ mình sốt nặng quá. Thì kêu vợ thôi, kêu vợ về nhà ngủ đi, nhà ngủ cho khỏe đi, rồi vài bữa lên rồi đổi chừng nào mẹ mệt mẹ về rồi đổi em lên, thì tính mai lên đó thì giờ về rồi khỏi lên nha, mai được về nhà rồi cho thoải mái. Mọi người ở đây tù túng rồi, cái chân mình ở nhà mình sống dưới kiểu đồng quê cây cối này kia quen rồi, lên đây tù túng khó chịu lắm. Ở mấy bữa mà 2 bữa trước mà hết sốt, lúc mà hết sốt là mình ít ở phòng, mình đi vòng vòng không à, đi vòng vòng mình chơi rồi mình kiếm gì ăn ngon ngon mình mua mình ăn rồi mình đi uống giác mình về này luôn rồi mình đi ra ngoài sân nữa, đi lên tới ngoài đường nữa, không phải đi trong đây quá là nhớ bị lính nghiệp, nhớ thì chắc đặt là mình về sợ tụi nó ấm nhôm không quá, sợ nó nhớ mình không ta, chứ mình nhớ tụi nó quá tạm biết tụi nó nhớ mình không nữa. Thôi mình nói chung là bữa nay mình làm chiếc video này là để thông báo với mọi người cái tình hình sức khỏe của mình là ổn định rồi nha. Mấy bữa nay mình không có làm video rồi, mình làm quay được nhưng mà mất công mà sức khỏe mình chưa ổn định rồi mọi người lo rồi mọi người hỏi nhiều rồi, nhưng mà mình không có thời gian để rep hết tin nhắn thì không được. Vậy nên bữa nay là mình làm chiếc video này là sức khỏe của mình ổn định rồi, ngày mai xuất viện rồi xong xuôi hết rồi mình mới làm chiếc video này để thông báo với mọi người, thông báo tình hình vậy thôi. Mình vẫn còn mấy chiếc video nữa quay rồi nhưng mà chưa có edit thôi. Mấy video mà mấy ngày nay mình mở lên cho mọi người xem là mình đã làm sẵn ở nhà, mình đăng lên rồi mọi người, mình làm sẵn mình đăng lên rồi dự phòng á, xong rồi mình mở lên thôi, tới giờ mình mở lên để cho mọi người xem thôi. Còn bây giờ thì hết video rồi đó, còn video nhưng mà chưa có làm, để mai về nhà mới bắt đầu làm video nha, làm video rồi gặp cái chân này nữa. Mình định là Tết này mình làm một series ở dưới đập, Tết mình khỏi về nhà, ở series ở dưới đập đi sinh tồn với mày lính, nhưng mà kiểu này là xong luôn, đâu có lỗi được nữa đâu mà làm gì mọi người. Thế nên là cái chân này bây giờ về cũng chưa dám đi xuống đập nữa nè, giờ về vết thương nó chẻ gì đi chắc nhiễm trùng chết, nhưng mà không được, cỡ nào cũng phải ráng bỏ xuống dưới thăm tụi nó một chút mọi người, cho tụi nó ăn gì, thấy tụi nó thà thấy tụi nó nựng tụi nó một chút xíu gì đó yên tâm. Để mình về rồi mình xuống, nhưng mà cái chân này xuống tụi nó mừng, tụi nó bay bay lên mình, tụi nó quẹt cho cái chân một cái chắc xong luôn á, sợ nhất cái vấn đề đó, tới khi xuống dưới chắc phải băng kỹ kỹ bằng 2 lớp nha. Rồi sau khi mình về thì chắc mình sẽ ở nhà thêm một thời gian nữa, thời đỡ vết thương mai đợi 5-10 ngày rồi mới mai, chắc Tết này chắc nằm ở nhà luôn chứ đi đâu đâu, xong xuôi. Thôi cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc video thông báo này của mình nha. Hẹn gặp
gặp lại mọi người ở những chiếc video tiếp theo. Bye bye mọi người.